An Thọ có trên 250 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các diện tích của xã đều được thiên nhiên ưu đãi là đất thịt nhẹ pha cát, dễ chuyên canh các cây rau màu. Nhiều năm qua, ngoài sản xuất lúa, An Thọ thường chỉ đạo nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp từ lúa sang chuyên canh các loại rau màu hàng hóa. Đến nay, xã đã vận động bà con mở rộng được trên 75 ha đất sản xuất rau màu, trong đó có 25 ha chuyên canh màu suốt 4 mùa trong năm. 17,8 ha là bà con chuyển đổi từ diện tích cấy lúa năng suất thấp, ao đầm trũng, chân tre ven làng sang sản xuất rau màu. Cùng với việc mở rộng diện tích gieo trồng, xã An Thọ còn đưa nhiều mô hình mới vào sản xuất, trong đó có mô hình chuyên canh sản xuất rau an toàn. Tuy nhiên, theo đánh giá của xã, chuyên canh rau màu theo phương pháp truyền thống hay sản xuất rau an toàn thì vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả thị trường. Do vậy, 5 năm trở lại đây, xã An Thọ đã tạo điều kiện cho một số hộ có kỹ thuật trồng hoa hồng ở làng hoa Hạ Lũng của Nại An về đầu tư chuyên canh trồng hoa hồng trên diện tích đất 5% của xã. Những diện tích này trước kia An Thọ giao cho một số hộ nông dân sản xuất rau màu. Do cây rau phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thời gian thu hoạch ngắn, giá cả bấp bênh nên có vụ nông dân mất mùa, xã bị giảm nguồn thu. Khi đưa mô hình trồng hoa hồng vào sản xuất, An Thọ đã ổn định nguồn thu. Và thu nhập của người trồng hoa cao gấp từ 8 đến 10 lần so với cấy lúa. Chúng tôi nhanh chóng chuyển sang là 5,4 ha là sang trồng hoa. Thế giao cho 3 cái hộ từ Hà Nẵng về đảm nhận. Thì đây là một trong những việc là được thử nghiệm từ những việc nghiên cứu khoa học công nghệ đưa sang vấn đề sản xuất. Cái thứ hai là chuyển đại là đa dạng hóa các cái sản phẩm của nông nghiệp. Thế thì bà con ra đây làm việc dưới sự chỉ đạo của bên trồng hoa thì mỗi một ngày là bà con được 60.000. Thế so với là cấy lúa thì bà con là được 180.000 một ngày công mà nhân 6 tháng thì chắc chắn là phải gấp 10 lần so với lại đi cấy lúa. Cái thứ hai là cái người trồng hoa đấy thì người ta có hai vụ. Một là vụ hè thu và một cái vụ Tết là vụ quyết định. Nếu vụ Tết thắng lợi thì hàng vạn bông mà mỗi bông bình quân cứ khoảng 10.000 đến 15.000 một bông thì cái hồng của chúng tôi là sẽ có cho thu nhập rất là cao. Đến nay, xã An Thọ đã đưa được 5,4 hectare trồng hoa hồng chuyên canh hàng hóa. Mỗi hectare, người trồng hoa hồng của An Thọ có thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng một hectare một năm. Không chỉ mang lại thu nhập cao cho người trồng hoa, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác, mà mô hình trồng hoa hồng ở An Thọ còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động tại địa phương với thu nhập từ 1,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Như Sang, thôn Đại Phương Lang, xã An Thọ, huyện An Lão, vốn chỉ quen với cấy lúa và sản xuất rau màu. Gia đình ông nhận 9 sào ruộng khoán, trong đó có 1,5 sào chuyên canh rau màu. Với diện tích trồng màu kể trên, cho gia đình thu nhập khoảng 9 đến 10 triệu đồng một năm. Nhưng kể từ khi xã đưa mô hình trồng hoa hồng vào sản xuất, ông đã tham gia làm thêm ở khu đồng trồng hoa hồng. Mỗi công ông Sang và bà con tham gia lao động sản xuất trên diện tích trồng hoa hồng được nhận 100.000 đồng một người một ngày. Mỗi tháng, trừ ngày mưa quá không làm được. Bình quân mỗi người làm thêm trên khu vực trồng hoa hồng cũng có thu nhập từ 1,5 đến trên 2 triệu đồng. Gia đình tôi là cấy 9 sào. Cái thu hoạch khá bình thường, quân nặng thì 2 tạ với tạ 7 hoặc 8 một sào. Thế khi mà chuyển đổi cơ cấu một cái dân người ta về ta làm vườn hoa ấy, thì là chúng tôi ra làm thêm thì gọi cái nguồn thu nhập cũng được thêm một tí. Vì là làm sao nữa, vì cái nương của mình làm nó thì có ngày nào làm mới được hưởng. Hiện nay, xã An Thọ đang tiếp tục quy hoạch lại vùng chuyên canh rau để nhường đất cho những hộ dân mở rộng vùng chuyên canh hoa. Có những năm thì lại bị ảnh hưởng cho thời tiết. Thứ nhất là nóng quá thì hoa nở sớm. Thứ hai là bị mưa vào thời kỳ cuối năm thì mưa phùn thì cây hoa hỏng. Cho nên với cương vị là một trong những người ở địa phương, chúng tôi rất mong muốn nhà nước đầu tư vào vấn đề một là làm thế nào để giảm bớt thiên tai bằng cách là đầu tư các nhà lưới đơn giản. Hai là có hệ thống nặng để làm việc nào giữ hoa cho người ta, thì tôi tin chắc rằng là với cái lượng đất, khu vực đất trồng lúa của chúng tôi mà chuyển trồng cây hoa còn rất là nhiều. Chúng tôi đang vẫn tiếp tục là đưa cái mũi nhọn là giảm cây lúa để ở phía khu vực chân sâu ấy thì chúng tôi đắp bờ lên, là vật bờ lên để trồng cây thuốc nào. Thế về trên này thì chúng tôi cho san lấp ao để đưa những cây rau màu của nhân dân là đưa vào phía trong. Còn đưa ra các khu bên ngoài là những cái rau màu chuyên cho khu vực trồng rau an toàn và rau sạch, và đồng thời là tiến hành là xen kẽ trồng thêm rất sẽ khoảng cỡ 10 đến 15 ha hoa.
Thưa quý vị và các bạn, trồng hoa hồng không khó, thế nhưng để có thu nhập cao, người trồng hoa cần phải nắm chắc thời gian, kỹ thuật cắt tỉa, chăm bón, sao cho hồng cho bông đúng vào dịp thu hoạch. Sau đây là một số kinh nghiệm từ mô hình trồng hoa hồng ở xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kỹ thuật chọn giống hoa hồng. Hiện nay trên thị trường có nhiều giống hoa hồng đang được trồng phổ biến như hoa hồng Pháp, Ý, đỏ Hà Lan, tỉ muội, vàng ti ti, trắng xanh, song hỷ, bê bê, vàng, đỏ, xanh ngọc, vân vân. Bà con nên chọn một loại hoa để trồng cho một thửa ruộng hoặc khu đồng. Vì mỗi cây hoa có thời gian sinh trưởng khác nhau nên cho hoa thời gian dài ngắn khác nhau, trồng một loại vừa tiện chăm bón, thu hoạch. Đánh luống cao từ 25 đến 30 cm hình chóp nón, luống rộng 1 m và rãnh rộng 30 cm. Khoảng cách trồng, cây cách cây từ 20 đến 30 cm, hàng cách hàng 50 cm, trồng cây giống thẳng đứng, trồng xong tưới thật đẫm nước. Kỹ thuật làm đất và trồng hoa hồng. Trước khi trồng hoa, bà con cần vệ sinh đồng ruộng bằng cách cày sâu từ 40 đến 50 cm, bón lót bằng vôi bột cải tạo độ chua của đất, kết hợp bón lót phân chuồng và bừa kỹ hai lần, nhặt sạch cỏ dại, các vật cứng trên ruộng, tạo cho đất tơi xốp. Khi trồng, đánh luống cao từ 25 đến 30 cm hình chóp nón, mặt cắt luống rộng 1 m và rãnh rộng 30 cm. Khu vực trồng hoa hồng phải đảm bảo thoát nước tốt, tránh bị ngập úng. Với 1.000 m2 tương đương với khoảng 3 sào trồng hoa hồng, bà con sử dụng khoảng 10 mét khối phân chuồng hoai mục, 200 kg vôi bột, từ 40 đến 50 kg lân, từ 25 đến 30 kg phân ure, 30 kg phân kali và phân phi sinh từ 280 đến 300 kg. Cách bón. Bà con bón lót toàn bộ phân chuồng lân phân vi sinh khi cày bừa làm cho phân trộn đều với đất. Bón thúc 2 tuần bón một lần. Lần 1, 1/5 kg ure cộng 1/5 kg kali. Lần 2, 1/5 kg ure cộng 1/5 kg kali. Lần 3, 1/6 kg ure cộng 2/5 kg kali. Lần 4, lượng ure và kali còn lại. Hoa hồng rất ưa phân hữu cơ. Sau đợt bón thúc kể trên, hàng tháng bà con phải dùng phân hữu cơ ngâm ủ với phân vi sinh tưới cho hoa hồng. Ngoài ra, định kỳ hàng tháng bà con nên bổ sung phun phân vi lượng đặc trùng cho cây hoa một lần một tháng. Cây hoa hồng có chu kỳ sinh trưởng kéo dài nhiều năm nên bà con phải thường xuyên theo dõi sự sinh trưởng phát triển của cây để bón phân chuồng, phân vi sinh, lân, vôi để bổ sung dinh dưỡng cho cây, làm cho cây bền lâu. Tưới nước. Cây hoa hồng dễ nhiễm các bệnh nấm, do đó bà con chỉ tưới cây theo hai phương pháp như sau. Tưới nước ngập rãnh, tức là bơm nước vào 2/3 các rãnh để 2 tiếng đồng hồ sau đó nước rút hết, hoặc tưới bằng vòi bơm vào mặt luống giữa hai hàng cây. Tránh bắn nước nhiều lên bộ lá và nụ sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh lan truyền. Nếu tưới bằng vòi bơm thì giữa hai hàng cây ta tạo ra một rãnh nhỏ để khi tưới nước và phân không để chảy ra ngoài. Phòng trừ sâu bệnh. Sâu trên cây hoa hồng phổ biến nhất là nhện đỏ, sâu xanh, dày. Dùng thuốc Politin, Cepa, Carete, Atara, Supacide, Comite. Bệnh đốm đen, bệnh nặng làm lá vàng, rụng hàng loạt. Bệnh đốm mắt cua, bệnh đốm vòng, bệnh thường hại chủ yếu trên lá bánh tẻ, lá già, nhiều vết chi chít làm lá vàng, rụng. Dùng thuốc Score 250EC, 2S, CNC 12WP, 12DD, Champion 77WP, Daconin 550SC, Antacol 70BHN để phun phòng trừ các loại bệnh trên. Bệnh phấn trắng, bệnh thường hại trên ngọn non, chồi non, lá non, gây hại cả hai mặt lá. Bệnh nặng hại cả thân, cành, nụ và hoa, làm hoa biến dạng, không nở, thân khô, giảm nụ và bệnh nặng làm chết cây. Dùng thuốc Score 250EC, Daconin 550SC, Som 5DD, Viben 50BHT. Bệnh rỉ sắt, bệnh nặng làm lá khô cháy dễ rụng, hoa nhỏ và ít, cây còi cọc. Phòng trị, phun thuốc Anvin 5SC, Supertin, Cork 85, 2SCNC 12WP, 12DD, Champion 77WP. Bệnh thán thư,
phòng trị, phun thuốc Ticaben 50VKP, Desosan 50SC, Topan Fusin, Score 250SC. Bệnh mốc xương, khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, vết bệnh ăn lan dần ra, liên kết với nhau làm lá vàng rụng. Bệnh xuất hiện ở những lá già và lan dần lên phần trên. Phòng trị, Bendex 50VKP, Benazone 50VKP, Fulpan, Ridomin Go. Chúng tôi làm cái nghề này như thế là cũng 5 năm nay rồi. Thế mà cây cối thì là năm được năm đầu tiên, với năm thứ hai thì nó đẹp. Đến bây giờ là năm thứ 5 rồi thì là mình phải tỉa những cái cành nỏ đi, mấy cành cỗi đi, mình để lại những cành non cho nó trẻ ra. Rồi đến lúc có lấy mầm mà mình thích ăn thì là mình không bấm ngọn nó đi. Còn nếu mình thích ăn Tết thì mình cứ phải bấm ngọn. Mình bấm đi thì mình thích ăn đợt nào, ngày nào, tháng nào thì mình thích thì mình bấm. Còn nếu mình cứ để nó ăn nai dai thì mình cứ để nó ra, ngày nào cũng có hoa. Mình cắt tỉa thì là cũng phải vào tháng 8 mới lại tháng 10. Nhưng mà nếu mà để đến ăn Tết thì trong vòng nó phải 45, 46 ngày thì là được hoa Tết. Mình phải chăm lân mới lại chăm phân, cho vào gốc xong rồi xúc lên. Khoảng cơ chục ngày, nửa tháng thì mình lại tưới lân một lần. Xong rồi thuốc sâu thì là chục ngày hoặc là hơn chục ngày mình bơm một lượt. Nói chung là nó cứ phải là bơm được thuốc sâu mới lại theo thời tiết nữa. Nếu mà nó nóng quá thì hoa Tết nó sẽ sớm, mà nếu mà nó rét quá thì hoa Tết nó sẽ muộn. Thế cho nên là mình căn cứ vào thời tiết. Nếu mà mình muốn có hoa thì mình phải một thửa này mình chia đôi ra, mình làm một nửa sớm một nửa muộn, thì là sớm mình có, muộn mình có. Thì là trước sau Tết thì nó chỉ chênh nhau vài ngày thôi. Thì còn nếu mà ăn đến Thanh Minh thì mình lại phải làm sao mình tính đến ngày ăn hoa Thanh Minh. Hoặc là những ngày lễ này mình thích ăn ngày nào thì mình cắt, mình phải cắt đi chăm trước.